Vợ ơi, lấy cho anh ly nước. Vợ ơi, anh đau cổ quá, ra massage cho anh đi. Anh đau quá. Đút cho anh quả nho. Vợ ơi. Vợ. Vợ ơi. Vợ. Vợ bị sao đấy? Vợ bị mệt, chóng mặt quá nhiều ạ. Thì chồng đi mua thuốc cho nhá. Vợ ơi, thuốc của vợ này. Ôi, chồng lấy nước đi, vợ khát nước rồi. Để chồng xuống lấy. Nước của vợ này. Vợ uống thuốc đi. Thôi lẻ lát còn vợ uống. Thôi lẻ lát còn vợ uống. Chồng ơi, vợ nhạt miệng quá, chồng đi mua cam cho vợ đi. Cam vợ này. Thôi, bây giờ vợ hết nhạt miệng rồi. Chồng đi mua nước chanh dây cho vợ đi. Người ta bảo là uống nước chanh dây là sẽ hết bệnh nhanh á. Rồi. Cái thằng của vợ này. À mà chồng ơi. Thôi trời ơi. Anh say nắng rồi, đợi cho anh nghỉ tí đi. Alo. Đi mua sắm hả? Ừ, đi liền, đi liền. Em đang ốm ạ. Chị, em bị ốm đâu, em chỉ làm vậy cho chồng biết cảm giác say vặt là như thế nào thôi. Đúng không? Thế bây giờ sao? Em xin lỗi vợ. Từ nay anh không sai vợ nữa. Những gì anh tự làm được, anh sẽ tự làm.